biết rồi. Mùi hương rất thơm đây. Có nghĩa là em dùng xả để em dụ khách. Nghe thơm là chửi vô ăn liền đúng không? Mến chào tất cả quý vị anh chị các bạn. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở con đường Bùi Hữu Nghĩa. Hôm nay đi qua đây này, trời mưa rất là lớn quý vị ơi. Ở phía bên này là cái chợ Bà Chiểu ở bên này nhé. Đấy. Hôm nay Kiên đi qua đây thì thấy một cái xe bán cua hấp xả. Nhìn rất là gọi là hấp dẫn nên là Kiên muốn chia sẻ với mọi người nhé. Đây đây này. Xe này cua hấp xả này. Đây, bà xã Kiên đang ở đây. Đây. Hải sản hấp, tôm hùm hấp này, ghẹ này, cua này. Cua ba con là được một lon nước ngọt. Đấy. Đây quý vị ơi. Đây có cua này, cua hấp này. Cái này là ghẹ này, cái này có cả tôm hùm nữa. Đây, đây cái nồi cua đây. Wow, cái nồi cua hấp dẫn không? Cua hấp thì mình ăn nhiều rồi nhưng mà cua hấp xả thì cũng chưa ăn bao giờ nhé quý vị ơi. Rất là thơm mùi xả. Ở đây là chị cho em hỏi là em cho anh hỏi là bán được lâu chưa em? Ở đây bán được lâu chưa em? Nửa năm rồi hả? À, ở đây là mình bán những loại hải sản gì hấp? Tôm hùm hấp, cua hấp, ghẹ hấp. Tôm hùm hấp, cua hấp, ghẹ hấp. À, bán theo con hả? Rồi một con cái giá trung bình bao nhiêu chị Trung Bình thì con 65, 80, 100 thì chia sẻ là giá một con. Bán theo con chứ không phải là bán theo ký hả? À, bán theo con. Con đó là 100. Một con này khoảng bao nhiêu lạng đây? Nửa ký trở lên á. Nửa ký hả? Nửa ký hả? Đây con này bao nhiêu? Này chúng ta 6 lạng. À con này bán bao nhiêu 100 hả? Cái này 100. À. Cái này cua gạch hay là cua thịt? À cua gạch. Con về bán sao chị? Nhỏ vậy thì 65. Con hà con nhỏ này 65. À, nhưng mà cua này cua thịt đúng không? Nhưng mà mình này mình ăn nó có chắc thịt không? Nếu mà không bao ăn luôn hả? Nếu mà không chắc thì có đổi trả lại được không? À. Con về bán sao chị? Ghe là bán sao em? Đến 60 hả? Con này là 60 đây. Ừ, 60. À. Ghe nhỏ sao? Đây. Ghe nhỏ thì 40, 30. À 40, 30. Loại 30. À. Xinh xinh nhỉ. Đây. Đây ghe này 30 hả? 30, 40. 30, 30 ngàn, 40 ngàn. 40. Con này cứ khoảng 2 lạng gì nhỉ? Đúng rồi, 2 lạng. Này có lạng 2 tôm hùm. Đây tôm hùm cua hùm này 120 con. Dạ con có 2 lạng. Còn 2 lạng. Tôm hùm hấp. Cái này là em bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Em bán từ lúc 4 giờ chiều tới 21 giờ rưỡi là cỡ 9 giờ rưỡi tối là nghỉ. À 4 giờ chiều rồi tới 9 giờ đêm. 9 giờ rưỡi đi. Cái ý tưởng là mình làm cái xe cua hấp tôm hấp này thì có lâu chưa mà em làm để em lâu rồi. À nhà mình bán hải sản. Sao mà không lấy là tôm hấp hay là món gì hấp mà cua hấp và gà hấp gì vậy em chuyên? Em về chuyên về cái hàng hàng cua với cái này nhiều hơn. Mình cũng là hàng hàng nước đúng không? Thì không biết là cái nguồn gốc của mình là lấy từ cái vị địa phương nào thì nó chung lấy về về tỉnh như vẻ ở Phan Thiết. Rồi có khi ở Kiên Giang cũng có là mình mà chuyên cái đó luôn rồi. Chứ ai mà muốn đi về thì mua về tươi sống là sao? Ở đây là mình bán địa chỉ số bao nhiêu? Cái địa chỉ ở đây là số bao nhiêu em? Đây là 300 đấy. À, nhà mình đây này hả? Nhà bán hải sản bên này. À, nhà đây bán hải sản bên này là số 300 Bùi Hữu Nghĩa. Bên này là quận Bình Thạnh hả? Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là có bán cua, ghẹ, ốc này, ốc móng tay rồi đủ các thứ luôn quý vị ơi. À, hèn là mà nhà bán bên này hấp bán chín bên này. Đủ cua, ghẹ, cá.
em bán ở đây thì em thấy là khách hàng là ăn người ta cảm nhận là cái loại nào là em bán là ngon nhất? Cua ghẹ người ta ăn nhiều hơn đúng không? Nhưng mà người ta đã nói là khi mà hấp xả cái vị xả nó thơm hơn, nó ngon hơn. Anh biết rồi. Có nghĩa là em dùng xả để đem dụ khách. Nghe thơm là chửi vô ăn liền đúng không? Đây là ghẹ này. Nhìn hấp dẫn lắm, nói chung hồi nãy là em đi ngang đây, em thấy cái màu, em thấy là cái đồ ớt, ớt mỡ, ớt lá. Cái này mình có ship tận nơi không em? Ship tận nơi luôn hả? Có ráp vào. Cái có địa chỉ em. Có ráp ra luôn. Hôm nay thì em lấy anh mấy con ghẹ nhỏ này đi với lại con cua đi. Ăn ở đây được không? Ngồi đây ăn luôn đúng không? Ghẹ này là 30.000 con. Mình sẽ ăn thử ghẹ với lại cua gạch này. Này mình ăn với lại muối ớt xanh đúng không? Với lại muối tiêu chanh này. Muối tiêu chanh, muối tiêu tắc này. Lấy hai con ghẹ lấy con nóng 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 á, nóng nóng em cho nóng nóng á, với lại một con cua gạch này ăn không ngon là mình sẽ đổi con khác. Ở bên dưới là có ghẹ nóng à. Con này lạnh anh mới bỏ vô á. Con nào nóng nóng á. Còn dưới á. Con này là bao nhiêu em? Con này là 100. 100 đúng không? Hai con này với con 30 đúng không? Rồi mời cả nhà nhé. Mình sẽ con to con nhỏ chứ sao? Mẹ cua cho bạn đi. Ăn ghẹ chứ đi. Ăn ghẹ chứ. Rồi mời cả nhà nhá. Đi qua đây thấy cái xe hải sản này vào ghé vào đây ăn. Thơm thịt đây con chắc này. Thơm. Đây thịt chắc thịt. Không. Ngon quý vị ơi. Rất là chắc ngọt thịt nha. Ngọt thịt nha.
mua ở đây á thì giá tiền cũng phải hợp lý, rất là tươi, rất là ngon, rất là nhiều loại. Xin chào, nhiều tiền. Ở đây mua 3 con là được tặng một chai nước ngọt của mình. Con cua, hai con ghẹ là 160 nha quý vị. Thôi giờ kia sẽ ăn thử ăn ghẹ có ngon không này. Wow, thịt ghẹ này quý vị. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại, xin chào.